Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, bữa nay là ngày 28 Tết đó, mình có nấu mâm cơm để rước ông bà. Cả nhà mình có hủ qua hầm với thịt kho, mình cũng làm rồi hết rồi, giờ mình chỉ dọn mình cúng thôi. Chả này mình làm hôm qua nè, hôm nay mình cắt ra để mình cúng luôn, mình cắt ra cho cả nhà xem. Sáng mình cũng kho thịt rồi, mình hầm hủ qua đồ rồi hết, giờ chỉ là dọn cúng à. Cả nhà, chả mình làm rất là ngon luôn. Mình thì mình không thích ăn mỡ nhiều cho nên mình làm nạc nhiều, mình xắt ra mình cúng. Đây, giờ mình cũng đem đựng dĩa rồi. Đây, giờ mình sẵn tay này mình sắc lạp xưởng luôn. Xưởng nãy mình cũng có luộc bằng nước á. Lạp xưởng này mình mua, mỗi năm mình rảnh á, mình làm nhà không à. Giờ năm nay mình không có thời gian nhiều cho nên là mình mua 2 kg ăn Tết, không có làm. Đây, mình cũng đựng dĩa lạp xưởng nè. Em đó đi gần trước đây đặng sẽ sẵn cúng với mẹ nè. Rồi giờ mình múc hủ qua ra cả nhà. Đem gần trước đặng thờ đi con đặng cúng. Cúng bà cố. Đằng trước ở nhà mình á. Cúng bà cố. Lấy cái dĩa bự á Quyền, để ra. Rồi con kiếm 2 cái chén, 4 cái chén, 4 đôi đũa đem ra với bàn thờ đi. Thì con đi lấy đi, mẹ có ở không đâu. Vậy giờ mình cho miếng hành vô. Bây giờ mình cũng làm được con tô hôm qua rồi. Bây giờ mình múc dĩa thịt kho nữa. Mình cũng múc dĩa thịt rồi cả nhà. Thịt mới kho thì màu nó không có đẹp. Nhưng mà mình cúng đi rồi mình hâm. Hâm móc ăn sắc. Chị hóng. Chị hóng đỏ quá. Để cái bàn đi rồi mẹ vô mẹ. Trước á, rồi mẹ vô mẹ để mình thờ.
Có mua đèn cậy không con? Hỏi chị có mua đèn cậy cho mẹ không? Hỏi chị có mua đèn cậy không? Hỏi hai có mua đèn cậy không? Con lại lại luôn đi. Đứng này. Chắp tay lại. Chắp tay lại lại. Đây nè. Lại chút. Trời ơi. Ừ. Rồi đứng dậy. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú ơi. À, cả nhà giờ mình cúng cúng xong rồi, giờ mình dọn xuống ba mẹ con mình ăn. Giờ mời cả nhà ăn cơm với ba mẹ con nha. Không, mời ông bà cô chú ăn cơm. Không, con không ăn cái này, con ăn dưa hấu gì hả? Cô chú ăn dưa hấu. Ăn gì thì mời nấy. Miếng chả. Chả này mình làm hôm qua nè, mời cả nhà ăn miếng chả nha. Ăn trường hổng. Mẹ ơi, ăn chỗ nào ngon hả? Ừ, đúng. Hôm nay Tết rồi. Mình cúng rồi mình ăn trong nhà luôn. Ngồi mấy ngứa. Gì không mà lấy nước vậy? Không nước mà. Quên ta đặt xưởng luôn. Mẹ. Anh ngồi chị vậy con. Ngồi giống mẹ. Ngồi giống già quá. Anh là già quá già không. Rồi. Rồi cắt hành. Sao mặn thế nhờ? Gì mặn? Ngọt, ngọt gì? Mẹ ơi, cái này cục màu đen cứ. Đi thôi, đừng ăn nữa. Ăn cái này đi. Cũng thứ đó chứ đâu. Ăn tối nè. Không ăn lấy nào, bóp ăn đây. Bóp ăn đi. Mà mày đi. Mày cả nhà ăn hôm qua nha, hôm qua hầm nha. Chào, chào cô chú ăn quá. Dưa hấu. Dưa hấu. Ăn nốt miếng nào là mời miếng đó. Mẹ ơi, những cơm ra đi. À. À.
Ăn gì cũng phải ăn rau. Giảm cân mà. Hả? Giảm cân mà không ăn gì hết sao được. Ăn kiểu gì quá? Nước vô hấu. Bộ ăn uống nước vô hấu. Chú ngàn quà. Mà ở nhà không biết làm sướng nha. Quỳ ơi, cây đổ, hai cây đổ mà. Vô. Ăn trứng không? Hả? Ăn trứng không? Không. Chụp cúc. Ăn dưa hấu vậy không hả? Ở nè. Đúng không? Bữa nay 28 mình định ngày mai mình rước ông bà, nhưng mà ngày mai mình mất ăn chay rồi, cho nên là hôm nay mình ngón mình túng mình rước ông bà. Ngày mai mình ăn chay. Ủa dữ à. Chứ không ngọt gì mà nó chua mà. Bò ăn đũa. Biết cầm đũa không? Biết. Ôi kỳ vậy. Bóc cái mới. Có hộp hay nè. Quý đại. Nó cầm cái tay nó mà nó bắt. Rồi cả nhà ơi, ba mẹ con mình ăn cơm đến đây cũng đã xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Chào cô chú.